chân kế tiếp. À, quay từ đằng đây quay lại xem bán cái gì nha. Bán nước mía này quý vị. Nước mía rau sạch. Các loại khoai luôn. Khoai sọ, khoai đủ các loại khoai. Nó dao này. Bí. Bán nhiều đồ túi sách túi là đầy hết trơn. Này làm bằng tay không nhớ mày. Thêu rồi. Tớt thiết. Bắn đa này. Đấy, bên chân này, rửa mặt này, đều được hết. Tớt sao vậy ạ? Đà này. Bánh kẹo trái nhiều quá. Nguyên là cho chuối. Chuối này nó quá trời luôn. Mứt, các loại mứt. Các loại mứt. Này là cơm chiên. Các bạn cơm cơm cháy chứ ạ. Này là chắc là bánh gai quá ha. Hà Giang ha. Một ly thôi. Chè san ở cái này là trà thơm Bát Tiên. Cốm nếp này mọi người ơi, cốm nếp của cái này gọi là nụ hoa tam thất này, cao huyết áp này. Cao huyết áp phòng ngừa các tiếng nước trên mặt này. Đó. Phòng chống ung thư, viêm họng, đau răng. Uống với 1/2 bông pha vào nước sôi uống như trà. Nụ hoa tam thất. Đó, đây là muối đặc sản Tây Bắc. Chật chéo đặc sản Tây Bắc. Ớt này, ở đây cũng có bán ớt luôn này. Ớt. Đây là trời mật ong này. Quá trời mật ong luôn. Mật ong rồi, cái này là gì đây? Không biết cái này là gì, hạt gì đó. Đây, mật ong. Đó, mật ong và rượu này. Quá trời rượu. Đó. Rượu, các loại rượu. Các loại rượu là như vậy. Gạo bậc thang. Bán gạo bậc thang. Miến rong. Miến rong. Đây là các loại măng. Măng làm giống là kim chi vậy. Gạo nếp.
Bên đây là các loại nấm hương. Bán ổi. Ổi ạ. Bán hơi đi. Chén cái này, chén này, chén gì chén? Ổi ba. À, các loại trái cây. Trái này không biết trái gì luôn. Cũng trái táo. Bon, trái này. À táo hả? Ừ. Em thấy giống như đang ngâm rượu thế. Đấy, các loại dạ dày. Đây là lá dâm dương thắc, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Lá dâm dương thắc. Cái này là cái gì không biết. Chuối hột, cái này nó chắc là chuối hột thôi. Chuối rừng ngâm rượu. Còn bên đây là các loại rượu. Đặc sản núi rừng Hà Giang. Bổ thận tráng dương. Bổ thận tráng dương. Quá trời rượu. Cái lòng này ăn ngon lắm á. Cái lòng này là trồng nó ngon, nó ăn thử rồi. Thôi thôi, đang uống nước mía rồi. Đó, các loại rượu nè quý vị. Cây sả đen. Mấy chục triệu. À, mấy chục triệu. Quả chuối rừng. Trái này ngoài này gọi là gì vậy chị? Mắc, hả? Mắc còn. Mắc còn. Còn trái này? Quất hùng trái... bì. Quất hùng bì giống trái nho. Ăn nó là chua hay sao? Thử luôn. Thử luôn. Này, trái quất hùng bì. Ngọt lắm. Ngọt lắm. Ngọt vậy.
ngọt xong rồi tới cái hột nó chua. Sao nó nhiều hột thế nhỉ? Quất hột, quất hồng bì. Chuối nữa này quý vị ơi. Đấy, chuối nữa. Chuối thăng long. Tao mấy cái lạ lạ kìa, nó chết kia kìa, nó chết đó đó. Quay rồi. Nghe nó nói tên giờ quên rồi. Ba chữ. Quất hồng long. Quất tùng lâm hay quất hồng long gì đó. Quất. Quất chẳng bì. Quất chẳng bì á. Xa quá. Quất tầm bì hay gì đó. Quất tầm bì. Quất tầm bì. Cái cháu hỏi tầm bì. Tầm bì, chầm bì gì á. Cho cháu mắc ao muối đó. Muối kia đó, đi lại lấy gì. Dạ, muối kìa. Kìa kìa. Nó chắc cũng ngon lắm. Kìa, hủ muối. Ở đây. Đúng đúng á. Đây hả? Cái cây một tiền. Nhỏ này. Không, xin mấy bịch đi. Lấy muối trộn vô. Quá trời thăng long. Đó. Đây đi vòng vòng đây rồi, thấy là đây bán cái chuối. Chầm chuối. Chầm chéo, đặc sản Tây Bắc. Đây, chuối là quý vị ạ. Chuối rồi đây có cây len nữa. Đó. Hoa trời chuối. Chỗ này là trạm dừng chân ở gần tới Hà Giang rồi nha quý vị. Đây, chuối. Gần tới Hà Giang rồi. Đây quần áo của kiểu như thêu ấy, quần áo cho người dân tộc. Đó, quần áo. Cái này là đồ đeo tay. Chưa. Bắn đà. Chéo thịt hay là nghệ hay gì. Đây là giống như là nghệ để uống. Đây các loại bánh kẹo, bánh dẻo. Bánh dẻo tam giác mạch. Bánh dẻo tam giác mạch. Còn cái này giống như là bánh cốm của Việt Nam vậy. Bánh đậu phộng. Bánh gì? Bánh nướng tam giác mạch. Bánh nướng luôn. Chị cái gì chị? Ho này vậy hả? Đang là ho.
Bao nhiêu tiền hũ chị? 600. Mật ong với hoa đu đủ. Mật ong với hoa đu đủ. Tốt lắm, hoa đu đủ. Còn này cái gì? À, mật ong, mật hà hả? Hoa đu đủ, chị. Hoa đu đủ. Tốt. Sức khỏe răng. Lập tốt lắm cô ạ. Cô ạ. Dạ tốt lắm. Sâu răng kể cả trẻ con kể cả người lớn. Hà phụ ô. Ôi trời ơi chó đấy. Đâu mười mấy con cơ mà. Nhiều. Trong kia con chó đang ngủ trên giường. Các loại măng hoa trời này. Bịch này bao nhiêu mà? 600. Nhị lụ hoa tâm thất. Sáu trăm không có tiền mua. Lụ hoa tâm thất. Chị cao huyết áp. Chắc cũng cơ khí. Cơ khí cũng nặng lắm. Nó lâu mới có thôi. Chậm gửi nghiến. Đấy, công dụng trị đau nhức xương, mệt mỏi, bổ tim, ổn định huyết áp, giảm lão hóa. Thank you.
khóm dứa luôn.